Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 23 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, tiếp tục ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hôm nay Quốc hội xem xét thảo luận tờ trình về dự án luật cư trú sửa đổi dự thảo nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Tại điểm cầu Bắc Cạn, đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn cùng các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh tham dự phiên họp. Bỏ sổ hộ khẩu là một trong những nội dung quan trọng nhất của dự thảo luật cư trú sửa đổi được Bộ trưởng Bộ Công an Tôn Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày sáng nay. Theo đó, Chính phủ đề xuất bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thay vào đó, việc quản lý cư dân sẽ được thực hiện bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Việc quản lý này sẽ được thực hiện thông qua mã số định danh cá nhân có thể truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chạy trên mạng Internet. Đồng thời, dự thảo mới cũng sửa đổi bổ sung một số quy định khác có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, các đại biểu cơ bản tán thành với việc ban hành nghị quyết để xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực cho việc phát triển miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Nhiều đại biểu đồng tình với mô hình một cấp chính quyền ở đô thị và ba cấp chính quyền ở nông thôn tại thành phố Đà Nẵng như đề xuất của Chính phủ. Đây là cơ sở cho việc nghiên cứu xây dựng chính quyền đô thị sau này của cả nước. Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng được Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày vào buổi chiều cũng được các đại biểu tập trung thảo luận. Cơ quan trình và chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo cũng đã làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chiều hôm qua, đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn và các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, đã có buổi gặp mặt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn đã thông tin nhanh về chương trình kỳ họp thứ 9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, Quốc hội tổ chức họp trực tuyến, thể hiện sự linh hoạt tận dụng tối đa lợi thế ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động của Quốc hội, song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ công khai của kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Kỳ họp lần này chia làm hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, họp trực tuyến từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội, đợt 2 từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6, họp tập trung tại Hà Nội. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội được thực hiện tốt. Trước kỳ họp thứ 9, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dùng nhiều phương thức để tiếp nhận phản ánh của cử tri. Nhờ đó đã có hàng chục lượt ý kiến được gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 9. Theo đánh giá của các đại biểu, trong thời gian qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn đã dành nhiều thời gian sự quan tâm đến các vấn đề của tỉnh, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chuyển đến Quốc hội, các bộ ngành trung ương, chính quyền các cấp giải quyết. Đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ phối hợp trong các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương trong thời gian tới. Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm chủ tịch, vừa họp tư vấn giao trực tiếp đề tài nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng cây hồng không hạt Bắc Cạn. Đề tài do Viện Bảo vệ Thực vật trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện trong thời gian 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đề tài triển khai thực hiện các nội dung, điều tra đánh giá hiện trạng trồng, chăm sóc, thành phần sâu bệnh hại và đánh giá tác hại của sâu bệnh hại chính đối với cây hồng không hạt tại một số vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh. Nghiên cứu biện pháp phòng chống sâu bệnh hại chính trên cây hồng không hạt theo hướng phòng trừ tổng hợp, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chăm sóc phòng chống sâu bệnh hại chính và chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng, chỉnh sửa hoàn thiện đề cương đề tài nộp về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 6 năm 2020. Từ tháng 1 năm 2020 đến nay, giá lợn thịt tăng cao, do đó nhiều hộ dân đã tái đàn, khôi phục chăn nuôi. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi, tổng số hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh là hơn 42.000 hộ. Đến nay, con số này là hơn 26.000 hộ. Số hộ chăn nuôi đã tái đàn từ tháng 1 năm 2020 đến nay là hơn 9.000 hộ, tương đương tổng số lợn được tái đàn là trên 42.000 con, gần hơn 31.000 con được tái đàn tại chỗ và trên 10.000 con được mua từ tỉnh ngoài. Các huyện, thành phố, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra việc tái đàn tại các cơ sở chăn nuôi theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Trường hợp các hộ trước khi tái đàn không kê khai và để xảy ra dịch bệnh thì bị xử lý và không được hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh theo quy định. Tại một số địa phương, người dân chưa thực hiện nghiêm túc việc kê khai với chính quyền địa phương trước khi tái đàn lợn. Nguồn cung con giống sản xuất tại chỗ chưa đáp ứng được nhu cầu tái đàn. Do vậy, phải nhập con giống từ các tỉnh khác. Tuy nhiên, do thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi nên đã phần nào hạn chế đến việc vận chuyển lợn sống vào địa bàn tỉnh. Là thôn người Dao đặc biệt khó khăn của xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, nhưng những năm gần đây cuộc sống của người dân thôn Nàng Nguộc đã có nhiều thay đổi từ trồng các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là cây mơ vàng. Thôn Nàng Nguộc có gần 70 hộ dân. Những năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chiếm hơn 70%. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, đến Nàng Nguộc có thể thấy nhiều nhà cao tầng được xây mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Nay chỉ còn 23 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Cuộc sống đổi thay của người dân nơi đây phần lớn dựa vào cây mơ vàng. Toàn thôn có hơn 50 hectare mơ, đem lại thu nhập khá cho bà con. Bên cạnh cây mơ, trồng rừng cũng đem lại nguồn thu khá cho người dân Nàng Nguộc. Hiện nay khó khăn nhất là con đường vào thôn, bởi vậy bà con mong muốn được đầu tư nâng cấp con đường này để thuận lợi hơn trong đi lại và thông thương hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế. Hiện nay huyện Ba Bể có 7 trên 15 xã đã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện hiện có 19 hợp tác xã, tuy nhiên có 5 hợp tác xã đã ngừng hoạt động do năng lực quản lý yếu, sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Một hợp tác xã đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy, còn 13 hợp tác xã đang từng bước hoạt động hiệu quả. Các hợp tác xã ở Ba Bể đã chú trọng vào việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm sạch và an toàn, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Một số hợp tác xã đã có sản phẩm cung ứng tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ tại Hà Nội, như tổ hợp tác trồng bí xanh Địa Linh, rau bồ khai của hợp tác xã Sàng Hà, chè của hợp tác xã Chè Mỹ Phương. Hoạt động của các hợp tác xã ở Ba Bể đã góp phần giúp người dân chuyển đổi nhận thức trong sản xuất, từng bước tạo thành những vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện. Thưa quý vị khán giả, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, những năm gần đây, huyện Ngân Sơn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại mang lại thu nhập cao. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để giúp huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu có thể kể đến trang trại của gia đình anh Vi Hoàng Sơn ở thôn Bó Lếch, xã Hiệp Lực. Tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2005, anh Vi Hoàng Sơn quyết định gắn bó với mảnh đất của cha ông để phát triển kinh tế gia đình. Với những kiến thức học được từ giảng đường đại học, anh Sơn đã đầu tư trồng cây hồng không hạt, cây cam quýt. Những năm đầu tiên do diện tích đất không nhiều, anh tìm tòi trồng xen canh nhiều loại cây khác nhau. Anh Sơn cho biết với đặc điểm thời tiết khá lạnh so với các địa phương khác nên tại các vườn trồng hồng, anh trồng thêm cây lê bản địa mà người tại đây thường quen gọi là cây mắc cọt. Đối với diện tích trồng cam quýt, anh Sơn trồng xen cây bưởi diễn. Việc khéo léo trồng xen các loại cây phù hợp không chỉ giúp anh Sơn tiết kiệm được phân bón, thời gian chăm sóc mà còn giúp phòng trừ sâu bệnh rất hiệu quả. Để mà có được thành công khi làm kinh tế trang trại thì trước tiên mình phải có được cái niềm đam mê. Được niềm đam mê của bản thân mình sẽ giúp mình thôi thúc mình thứ nhất là học hỏi và cố gắng vượt qua những cái khó khăn để mà làm trồng xen canh mà kết hợp trồng nhiều loại cây trong vườn với nhau. Thì trước tiên mình phải xác định được là cái đất đai mình đều có phù hợp với những loại từng loại cây hay không.
để mình chọn trong từng khu vực vườn, phải chọn những khu nào như điều kiện ánh sáng của từng khu để mà mình trồng cho loại cây phù hợp ở khu đất trong vườn mình. Từ nguồn thu nhập có được nhờ trồng các loại cây ăn quả, anh Vi Hoàng Sơn đã mua thêm đất, mở rộng diện tích trồng trọt và đào ao thả cá. Hiện nay gia đình anh đã có hơn 8 hectare cây ăn quả và 2 ao thả cá với diện tích gần 3.000 m2. Hàng năm vào mùa thu hoạch hay mỗi kỳ chăm sóc cho cây, gia đình anh Sơn phải thuê thêm từ 5 đến 10 nhân công để hỗ trợ. Nhờ có kiến thức về nông nghiệp nên hầu hết các loại cây ăn quả của gia đình anh Sơn đều phát triển tốt cho năng suất cao. Tại những diện tích đất có độ ẩm cao, gia đình anh Sơn trồng thêm cây cam N30. Đây là một loại cam gần giống với cây cam giấy, cam Vinh nhưng ngọt và mọng nước hơn nên việc tiêu thụ khá thuận lợi. Cùng với phát huy lợi thế của địa phương, phát triển các loại cây ăn quả bản địa, anh Sơn không ngừng học hỏi, tìm tòi, đưa các loại cây ăn quả mới vào trồng thử nghiệm. Nhờ đó, hàng năm trang trại của gia đình anh đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng và là một trong 10 hộ dân được huyện Ngân Sơn tặng giấy khen hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019. Trong quá trình lao động sản xuất thì đồng chí Vi Hoàng Sơn thì cũng đã không ngừng phát triển mô hình trồng cây ăn quả của mình và cũng góp phần là một tấm gương sáng trong quá trình mà giúp đỡ các hội viên khác. Và trong quá trình đấy thì đồng chí cũng rất là nhiệt tình chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là hướng dẫn bà con và hội viên trong và ngoài chi hội trên toàn xã. Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi cá gắn với bảo vệ môi trường của anh Vi Hoàng Sơn đã mang lại thu nhập cao cho gia đình và mở ra cách làm mới cho người dân nơi đây. Qua mô hình này cũng cho thấy nhiều người nông dân đã tìm ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp cùng Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dự lễ ra quân tại điểm cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn. Tại điểm cầu Bắc Cạn đến sự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng. Lễ ra quân được triển khai đồng loạt trên toàn quốc theo hình thức trực tuyến từ trung ương đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch liên tịch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Qua đó nhằm tuyên truyền, khuyến khích vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Sau lễ ra quân trực tuyến này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô có gắn loa phóng thanh và xe máy có gắn các thông điệp truyền thông trên các tuyến đường trung tâm thành phố Bắc Cạn và các huyện trong tỉnh. Với thông điệp chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân, ngành bảo hiểm xã hội quyết tâm tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện đi vào cuộc sống, mở rộng phạm vi đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Mặc dù số người tham gia bảo hiểm xã hội ở huyện Chợ Mới tăng, tuy nhiên trong số này thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lại giảm so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay toàn huyện Chợ Mới đang có gần 2.800 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong đó tham gia mới là 225 đối tượng. Mặc dù bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới đã áp dụng các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia, triển khai đại lý thu đến nhiều điểm trung tâm các xã thị trấn nhằm phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, do từ đầu năm, dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến công tác này. Do vậy, so với cùng kỳ năm 2019, số người mới tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã giảm hơn 80 người. Từ nguồn bảo trợ xã hội hàng năm, huyện Ba Bể vừa tiến hành cấp hơn 26 tấn gạo để cứu đói giáp hạt cho hộ nghèo, người khuyết tật, hộ thiếu đất sản xuất gặp khó khăn về đời sống tại 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn. Trong đợt này, mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo. Đây là loại gạo tẻ bao thai địa phương. Các xã thị trấn tiến hành rà soát cụ thể từng hộ thuộc diện hỗ trợ với mức hỗ trợ từ 1 đến 3 tháng, tổ chức cấp phát gạo tại trụ sở xã thị trấn. Đối với đối tượng không thể đến nhận gạo, chính quyền địa phương sẽ bố trí người để vận chuyển đến tận nhà với phương châm không để hộ nào bị đói.
Đây là một trong những chính sách an sinh xã hội được các cấp chính quyền địa phương và ngành chuyên môn thực hiện thường xuyên hàng năm vào dịp trước Tết Nguyên đán và khi giáp hạt để góp phần chia sẻ động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 40 trên 40 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy Ngân Sơn đã triển khai thực hiện việc lập sổ ghi danh người tốt, việc tốt. Cuốn sổ dùng để ghi nhận những việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả của tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuốn sổ ở các chi bộ đã vinh danh được nhiều cá nhân tập thể như chi bộ thôn Nà Khoang, thị trấn Nà Phạc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thôn Khổi Lầy, xã Thuần Mang góp ngày công và góp của đạt giá trị trên 740 triệu đồng, hoàn thành 2,5 km đường giao thông nông thôn. Cá nhân anh Nguyễn Văn Ngọc, thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực mở xưởng cơ khí, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho 10 công nhân, có lợi nhuận khoảng 35 triệu đồng một tháng. Được tặng giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Cạn lần thứ tư, anh Nông Văn Thành, thôn Nà Nạc 1, xã Hương Nê, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mỗi năm doanh thu đạt hơn 120 triệu đồng, vân vân. Thông qua những điển hình được ghi danh đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, nhân lên những mô hình hay, những điển hình tiên tiến với nhiều việc làm thiết thực hiệu quả. Cần cù, chịu khó là đức tính cần thiết để những người nông dân xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Họ luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực để đạt kết quả. Mô hình vườn ao chuồng rừng của gia đình ông Hà Văn Cẩn ở bản Duồng 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn là kết quả của những nỗ lực như vậy. Một điều đáng quý nữa là ông luôn muốn lan tỏa tinh thần hăng say lao động đến nhiều người hơn. Mô hình kinh tế của gia đình ông Cẩn được quy hoạch hợp lý xung quanh khu vực nhà ở như thế này. Hai ao cá có tổng diện tích khoảng 4.200 m2 được xây dựng ngay liền kề nhà ở, chuồng trại chăn nuôi lợn xây dựng ở giữa. Mặc dù liền kề nhau nhưng chất thải của lợn được dẫn đến một bể chứa khác để không bị ảnh hưởng đến môi trường chăn nuôi cá. Bờ ao đã được kè kiên cố, có hệ thống mương, vòi dẫn nước riêng biệt để đảm bảo nước ao luôn sạch. Ông cần nuôi cá theo đúng kỹ thuật, đảm bảo cung cấp đủ thức ăn, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh nhằm xuất bán cá thương phẩm đạt giá trị cao. Chú thì năm nay thì 66 tuổi rồi, nhưng mà cảm thấy rằng còn nhiều công việc muốn làm lắm nhưng mà không làm được. Nhưng mà phải cố gắng làm để cho các cháu nó học tập, bởi vì bây giờ không làm là không bao giờ có và cũng không bao giờ là toại nguyện ở cái mức độ mình. Gia đình ông Cẩn chăn nuôi lợn từ lâu, hệ thống chuồng trại cũng được xây dựng kiên cố. Trước khi có dịch tả lợn châu Phi, gia đình ông nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt, thời điểm nuôi nhiều nhất khoảng 90 con. Sau đó do lo ngại dịch bệnh, ông đã xuất bán hết lợn nái, nên giờ mới mua lợn giống. Hiện nay quy mô chăn nuôi của gia đình đã thu hẹp hơn, nhưng ông Cẩn đang tiếp tục gây dựng lại đàn lợn của gia đình. Vừa rồi, gia đình ông xuất bán 3 tấn lợn với giá 88.000 đồng 1 kg lợn hơi. Với ý định dần chuyển mô hình kinh tế cho con cháu trực tiếp quản lý, còn ông chỉ là người định hướng và hỗ trợ. Ông Cẩn đã làm tốt vai trò định hướng để những người con của ông tiếp tục đam mê với sản xuất nông nghiệp, duy trì và mở rộng thêm mô hình này. Làm cái gì mình phải đặt ra kế hoạch cho các cháu. Động viên con cháu là cố gắng làm thôi. Bây giờ mình không thể là ngồi nhìn tự mà có được. Phải làm, tất cả phải làm thì mới có. Đấy, trong làng thì nếu ai có nhu cầu cần giúp đi hoặc là hỏi han kinh nghiệm gì, bác vẫn cứ thường phổ biến. Không chỉ định hướng, truyền dạy kinh nghiệm cho con cháu, ông Cẩn sẵn sàng trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ ai có mong muốn phát triển kinh tế ở địa phương. Mô hình của gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho hai lao động và nhiều việc làm thời vụ. Tổng số lao động thì có 7 khẩu, nhưng mà có mỗi 2 lao động chính thôi. Còn lại là chú bác Cẩn với là chị thì là đã quá tuổi lao động rồi. Thế nhưng mà gia đình thì đúng là rất là chịu khó. Do vậy thì mỗi một năm là phải khoảng 10 tấn lợn hơi. Bây giờ còn gà, còn ao cá và còn rừng. Thì mức thu nhập hàng năm của gia đình là mỗi một khẩu là bình quân là khoảng 15 triệu trở lên. Năm 2019, mô hình kinh tế của ông Cẩn đã được công nhận mô hình dân vận khéo cấp huyện. Năm nay, ông tiếp tục mạnh dạn đăng ký với mong muốn sẽ giúp đỡ, hỗ trợ được nhiều hộ dân về kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi và trồng rừng, đặc biệt là các hộ nghèo muốn vươn lên thoát nghèo.
Thưa quý vị khán giả, hiện nay tỉnh Bắc Cạn đang triển khai chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020. Hoạt động này nhằm phát hiện, tôn vinh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh đến người tiêu dùng. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đã có buổi trao đổi với ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 xung quanh vấn đề này. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trao đổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Vâng ạ, hiện nay tỉnh Bắc Cạn đang triển khai chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020. Ông có thể khái quát về chương trình này được không ạ? Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì là nhằm tôn vinh và để tôn vinh các sản phẩm có những cái chất lượng và có cái giá trị sử dụng cao và có những cái tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng để cho đáp ứng được các cái thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và nước ngoài, và để có cái kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và cái xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Tỉnh Bắc Cạn thì tổ chức cái bình chọn cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ năm 2012, và cái đối tượng để tham gia các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là của các cái tổ chức cá nhân trực tiếp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa ông ạ, hiện nay thì cái việc bình chọn đang được tỉnh Bắc Cạn triển khai như thế nào? Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 thì Sở Công Thương thì cũng là cơ quan thường trực đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan là tổ chức hướng dẫn, rồi tổ chức triển khai cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời thì cũng trực tiếp là vận động và hướng dẫn các cái cơ sở thành lập cái hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và tổ chức cái tiếp nhận cái sản phẩm đăng ký tham gia thực hiện các cái công tác bình chọn, lựa chọn các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để đáp ứng các cái tiêu chí và sẽ tiến tới là sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông đánh giá như thế nào về các sản phẩm tham gia chương trình năm nay? Qua công tác tuyên truyền trên cơ sở cái kế hoạch và cái hướng dẫn trực tiếp của Sở Công Thương thì đến nay thì là Sở Công Thương là cơ quan thường trực cho Hội đồng bình chọn đã tiếp nhận được 46 cái sản phẩm, bộ sản phẩm của 36 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia với 3 cái nhóm sản phẩm. Nhất là các cái sản phẩm năm 2020 này thì đã tăng 43% so với cái năm bình chọn sản phẩm năm 2018. Thì các cái sản phẩm thì là cũng cơ bản là đáp ứng được các cái tiêu chí phong phú, đa dạng, có mẫu mã đẹp, nhiều sản phẩm thì cũng có quy mô sản xuất tương đối lớn. Vâng ạ, để chương trình tiếp tục phát triển và tỉnh Bắc Cạn càng ngày càng có thêm nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì tỉnh ta cần làm gì trong thời gian tiếp theo? Để cái chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong những cái thời gian tới đạt những hiệu quả thì cái thứ nhất thì là cần nâng cao hiệu quả cái công tác tuyên truyền, vận động các cái cơ sở công nghiệp nông thôn thì sản xuất ra các cái sản phẩm đáp ứng về chất lượng, số lượng và quan trọng nhất là đáp ứng về cái nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn trong và ngoài nước tiến tới xuất khẩu. Cái thứ hai nữa là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, các địa phương về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác bình chọn, thực hiện tốt công tác là hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại cho các cái sản phẩm. Xin cảm ơn về những trao đổi vừa rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.